Sau khi đã có cho mình được dòng tiền và nguyên tắc đầu tư thì bạn cần tìm ra được loại tài sản phù hợp với bản thân. Đây là 9 loại tài sản mà bạn có thể đầu tư. Mỗi loại tài sản sẽ mang lại một trong hai nguồn lợi hay thậm chí là cả hai, đó là thu nhập cố định và lãi vốn. Thu nhập cố định có nghĩa là loại tài sản đó sẽ đem lại cho bạn dòng tiền định kỳ hàng tháng hoặc là hàng năm. Ví dụ khi gửi tiết kiệm, bạn sẽ nhận được lợi nhuận định kỳ. Như vậy thì gửi tiết kiệm sẽ là loại tài sản mang lại thu nhập cố định. Còn lãi vốn là khoản lợi nhuận đến từ việc chúng ta chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Giả sử như là bạn có một chỉ vàng với giá là 6 triệu đồng. Một thời gian sau bạn bán số vàng đó đi với giá là 6 triệu 8 thì 800 nghìn sẽ là khoản lãi vốn dành cho bạn. Tuy nhiên, có những loại tài sản mang lại cả hai nguồn lợi mà tôi vừa đề cập. Chẳng hạn như bạn mua bất động sản, cụ thể là một ngôi nhà trị giá 3 tỷ. Sau đó bạn cho thuê với giá 15 triệu đồng một tháng. Tiền cho thuê hàng tháng này sẽ là thu nhập dòng tiền. 3 năm sau bạn bán ngôi nhà này đi với giá 5 tỷ. Vậy thì 2 tỷ chênh lệch giữa giá mua và bán này sẽ là lãi vốn. Với 9 loại tài sản như tôi vừa mới đề cập có thể phân loại thành 3 nhóm. Đó là gì ạ? Thu nhập cố định, tính thanh khoản, mức độ rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Các loại tài sản được sắp xếp từ trái sang phải. Càng về phía bên phải thì loại tài sản đó thường mang lại dòng tiền định kỳ có lãi suất lớn hơn. Ví dụ như gửi tiết kiệm sẽ mang lại khoản lợi nhuận từ 6 đến 9% một năm, còn trái phiếu sẽ trả cho bạn mức lãi suất 8 đến 13% một năm tùy từng loại. Ngược lại, các loại tài sản càng ở phía bên trái thường sẽ có ít hoặc thậm chí không mang lại thu nhập cố định cho bạn. Ví dụ như vàng và ngoại tệ sẽ không mang lại dòng tiền định kỳ, bạn chỉ có thể nhận được nguồn tiền sau khi bán loại tài sản đó đi. Cách thứ hai là phân loại theo tính thanh khoản, tức là mức độ dễ dàng khi chuyển đổi loại tài sản đó sang tiền mặt. Càng dễ thì tính thanh khoản càng cao. Ở đây chúng ta có hình thức đầu tư dưới dạng góp vốn có tính thanh khoản thấp nhất. Lý do là bởi khi bạn đã đầu tư vào một doanh nghiệp hay cửa hàng, việc rút vốn ra không hề đơn giản. Đối với ngoại tệ hay vàng thì bạn sẽ dễ dàng đổi loại tài sản này sang tiền mặt hơn. Tính thanh khoản cũng được phản ánh qua lãi suất tiền gửi tại ngân hàng. Kỳ hạn càng ngắn thì lãi suất càng thấp. Thậm chí gửi tiền không kỳ hạn tại đây chỉ có mức lãi suất từ 0 đến 1%. Còn kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng sẽ có mức lãi suất cao hơn. Hầu hết các loại tài sản có tính thanh khoản cao thì mức lãi suất sẽ thấp và ngược lại. Và cuối cùng, chúng ta có thể phân loại tài sản theo mức độ rủi ro. Tính rủi ro sẽ tỷ lệ thuận với lợi nhuận kỳ vọng. Thế nên, phía bên trái, chúng ta có gửi tiết kiệm tại ngân hàng, rồi đến ngoại tệ và vàng. Đây là 3 loại tài sản có mức độ rủi ro rất thấp. Vì vậy mà lợi suất đi kèm cũng sẽ không cao bằng những loại tài sản ở phía bên phải. Crypto là loại tài sản có lợi nhuận kỳ vọng lớn nhất, nhưng đi kèm cũng là mức độ rủi ro cực cao. Đầu tư vào loại tài sản này sẽ giúp bạn có cơ hội tăng lợi nhuận lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Nhưng bạn cũng có nguy cơ mất gần hết số tiền vốn trong khoảng thời gian rất ngắn. Vì vậy mà mỗi loại tài sản đều có những ưu và nhược điểm riêng.